Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Lên Kiệt, mã số sinh viên 181-46-152, học lớp vi điều khiển sáng thứ tư tiết 345 của thầy Hiệp. Sau đây em xin trình bày bài tập chính mà thầy đã đưa ra. Yêu cầu bài tập chính là viết chương trình đo và hiển thị nhiệt độ từ hai cảm biến N35 hiển thị giá trị trên hai dòng của LCD. Đầu tiên, về sơ đồ nguyên lý. Chọn vi điều khiển bếp màu xám 16F887, tạo nút nhấn reset, kết nối vào chân master clear của vi điều khiển, sử dụng bộ dao động ngoài với thạch anh 20B kết nối vào chân 13-14 của vi điều khiển, kết nối một LM35 vào chân số 2 của vi điều khiển. Tương tự tạo con kết nối con LM35 tiếp theo kết nối vào chân số 3 của vi điều khiển. Ở bên này tạo module LED 16x2, module LCD 16x2 kết nối vào vi điều khiển với VSS nó bằng Zin D, VDD nó bằng dương 5V, chân RS kết nối vào chân RE0, RW cái chai sẽ nối vào chân RE1, chữ Enable sẽ kết nối vào chân RE2, các chỉ kết nối vào 4 chân dữ liệu từ 4 đến 7, còn 0, 1, 2, 3 sẽ nối vào âm Zin đi. Các chân dữ liệu của LCD D4, D5, D6, D7 sẽ kết nối lần lượt vào bọt D, RD4, RD5, RD6, RD7. Như vậy đã hoàn thành sơ đồ nguyên lý của bài tập chính. Tiếp theo tiến hành viết code. Đầu tiên khai báo thư viện màu xanh 887.h là khai báo thư viện của vi điều khiển bit màu xanh 887. Câu lệnh divide ADC 10 là khai báo thang đo của ADC của vi điều khiển đang là 10 bit. Câu lệnh fill hs là khai báo chế độ làm việc của vi điều khiển ở chế độ làm việc cao 2 bit. Sử dụng hàm delay với thạch anh 20M. Câu lệnh define là để cấu hình cái chân mà mình đã nói kết nối của LCD. Như sơ đồ nguyên lý ở trên thì chân enable của LCD sẽ kết nối vào chân E2, chân reset sẽ kết nối vào chân E0, chân retry sẽ kết nối vào chân E1. Cái chân dữ liệu của LCD gồm data 4, data 5, data 6, data 7 sẽ kết nối với chân ở bậc D là D4, D5, D6, D7. Vậy là đã xong phần cấu hình cái chân của LCD. Câu lệnh include LCD.c là khai báo thư viện của LCD. Tiếp theo tạo cảm biến unsigned in 16 ND1 và ND2 là nhiệt độ 1, nhiệt độ 2. Qua chương trình chính setchis D0, setchis E0 là khai báo tạo biến bỏ số dữ liệu là bọc D và bọc E. Nên khai dùng câu lệnh LCD init là khởi tạo LCD. Tiếp theo là câu lệnh setup ADC ADC clock dit 2 là tạo ADC với thời gian là chia cho 2. Tương tự khai báo cái biến ngõ vào ADC ở cổng ở cổng 0 và ở chân số 0 và chân số 1. Đầu tiên là M35 đầu tiên sẽ kết nối vào chân RA0 analog số 0 của vi điều khiển. Chân là M35 số 2 sẽ kết nối vào RA1
nóng số 1 của khi điều khiển. Và các chân V rep như và V rep âm sẽ là chân là VSS và VDD. Và chương trình lập đầu tiên là tạo cái cổng không của gọi cổng không của ADC không điều khiển ở kênh không thì sẽ thực hiện là delay micro giây là 10 micro giây. Cái biến ND1 sẽ bằng bằng cái giá trị mà ADC đọc được chia cho 2.46. Sao có giá trị này thì trong clip mà thầy hướng dẫn đã trình bày rồi. Chia cho 2.46 để ra được giá trị đúng rất đúng mà nhiệt độ từ L35 đưa về, và giá trị xuất ra của ADC sẽ bằng giá trị đúng của nhiệt độ sẽ bằng giá trị mà ADC của vi điều khiển xuất ra chia cho 2.046 thì mới ra được giá trị đúng. Nếu không mình không chia thì sẽ chỉ đọc giá trị của ADC xuất ra thì sẽ có sai số về nhiệt độ lớn. Tương tự ở kênh 1 của bộ ADC nó sẽ delay 10 micro giây. Cái biến ND2 là nhiệt độ 2 cũng sẽ tương tự như trên, sẽ bằng giá trị mà ADC đọc ra em chia cho 2.46. Đó là cái giá trị mà từ đầu vào và điều khiển xuất ra cái chân đọc ra được, và gán cái giá trị độ vào cái biến ND1 và ND2. Đó là của phần ADC của vi điều khiển. Bây giờ đến phần hiển thị cái giá trị đó ra LCD. Đầu tiên là cô lệnh LCD của tôi đi 11, tức là giờ con trỏ vị trí 1 hàng 1. Cô lệnh RINF LCD Pussy hiển thị ra dữ liệu lên hàng 1 của LCD. Cái dữ liệu hiển thị đó là thêm 1 bằng 102 là U, là hiển thị số lên LCD, và giá trị hiển thị dữ liệu hiển thị đó là ND1. Tiếp theo đó là do là hiển thị độ C nên là có cái dấu độ ở trên số xong rồi sẽ tới độ rồi tới C, nên là mình sẽ câu lệnh hay câu lệnh ở dưới này LCD của tôi thì 91, tức là dời lại đến dời cái con trỏ ngay vị trí mà mới vừa hiện số ra. Tiếp theo cái này sẽ là cái dấu cái hiệu độ trong mã ASCII thì hiển thị lên là bằng câu lệnh LCD Pussy, để hiển thị cái dấu đó trong mã ASCII sẽ là mã 0xDF. Thế như vậy là sẽ hiển thị được nhiệt độ 1 lên hàng 1, và hiển thị là thêm 1 bằng cái giá trị số hai chữ số hợp phân và độ C. Tương tự như vậy ở hàng 2 thì sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ lên hàng 2, thì tương tự như trên cũng dời con trỏ của LCD về vị trí dùng của là LCD của tôi đi vị trí 1, 2 là vị trí đầu tiên của hàng 2. Cô lệnh RINF LCD Pussy thêm 2 bằng 102 là UC, và giá trị hiển thị lên là ND2. Cũng tương tự như trên thì để hiển thị dấu độ trong mã ASCII cũng giờ con trỏ về vị trí 92 và có lệnh LCD Pussy 0xDF và quá trình lặp lại. Như vậy đã xong phần code cho bài tập 9. Giờ chúng ta compile lại. Sau khi chương trình được compile xong thì vào Rotate để mô phỏng. Chọn phải chấm hết bài tập 9. Sau khi tiến hành mô phỏng, chúng ta có thể thấy là bây giờ ở L35 đầu tiên giá trị đang đo được nhiệt độ là 37 độ,
thì ở hàng 1 của LCD nó sẽ hiện lên chữ thêm 1 bằng 37 độ C. Bây giờ mình cho giá trị N5 giảm xuống 35 độ thì giá trị hiển thị trên LCD ở hàng 1 nó sẽ là 35. Và tương tự như vậy, giá trị của N35 số 2 đang là 30 độ C thì ở hàng 2 của LCD sẽ hiển thị là thêm 2 bằng 30 độ C. Bây giờ thử tăng độ của N35 thứ hai lên 32 độ thì giá trị hiển thị ở hàng 2 của LCD sẽ là thêm 2 bằng 32 độ C. Như vậy, sau khi tiến hành mô phỏng đã thỏa mãn yêu cầu đề bài mà thầy đã đưa ra. Và đề bài của em là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.